Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay Hồng hướng dẫn mọi người điều chỉnh định dạng tỷ lệ video về tỷ lệ đúng chuẩn nhé. Đây, bây giờ mình vào CapCut, chọn dự án mới, mình chọn video mà mình muốn chỉnh sửa. Rồi bây giờ ở dưới thanh công cụ này thì mình có ô là định dạng, mình chọn, mình bấm vào đây thì sẽ hiện lên là 96 này, 169. Thì ở đây có các định dạng này. Định dạng tỷ lệ chuẩn của TikTok là 96 mọi người nhé. Còn của YouTube là 169. Còn Facebook là 11. Bây giờ mình làm video cho TikTok, mình chọn tỷ lệ chuẩn là 96, mình chọn vào ô 96. Rồi sau đó video của mình là bây giờ 96, nhưng mà nó không trùng với tỷ lệ. Mình sẽ dùng hai ngón tay và kéo ra, zoom lại, zoom lại là để cái video màn hình tròn trùng tỷ lệ chuẩn là 96. Rồi xong rồi mọi người nhé. Xin chào mọi người.